Có thể bạn chưa biết, các thế sát tuyệt đối không được phạm phải trong phong thủy nhà ở. Thứ nhất, xuyên tâm sát, hay còn gọi là lộ xung sát, tức đường thẳng đâm thẳng vào cửa nhà. Thứ hai, liêm đao sát, hay chính là khúc cong của cung đường chém đến đại môn, cửa của nhà bạn. Thứ ba, thiên trảm sát, là hình thế cửa chính của nhà bạn, đối diện trực tiếp với khe hở giữa hai công trình xây dựng sát nhau. Khe hở càng hẹp, sát khí càng lớn. Các hình thế sát trên đều gây ra những bất lợi đến ngôi nhà và các thành viên sống trong ngôi nhà phạm phải, ảnh hưởng đến tinh thần, khí chất và sức khỏe, gia tăng hỏa khí, dễ gây cãi lộn. Nếu ngôi nhà của bạn hay những công trình xung quanh khu vực bạn sinh sống đang gặp phải, đừng chủ quan, ứng dụng phong thủy để hóa giải chính là giải pháp cần thiết số 1. Pháp khí Bạch Ngọc Thạch Cảm Đường là vật phẩm phong thủy hàng đầu để giải quyết những vấn đề trên. Được chế tác từ chất liệu thạch anh trắng nên có tính dương khí mạnh mẽ, luôn tự vận động, phát ra những xung điện, đẩy khí xấu ra ngoài. Câu chữ Thái Sơn Thạch Cảm Đường được tô bằng mực đỏ chu sa là loại mực đệ nhất được các pháp sư chuyên dùng để khai quang, điểm nhãn, có tác dụng khai khí, chấn sát mạnh mẽ. Đồ hình âm dương mang sức mạnh của vũ trụ khởi nguyên, bổ trợ năng lực, hóa sát, tịch tà. Sử dụng Bạch Ngọc Thạch Cảm Đường tựa như một ngọn núi để chấn sát trước nhà. Ngoài ra còn hóa giải các góc khuyết trong nhà và cách cục đất không vuông vắn. Thái Sơn Thạch Cảm Đường, tịch tà hóa sát, chấn trạch chi bảo. Để được tư vấn chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1900 2292 hoặc để lại ngay số điện thoại dưới phần bình luận video này.